Tâm chào cả nhà nha. Hôm nay Tâm có phần quà dành cho bà. Bà năm nay nhiêu tuổi bà? Dạ 59. Bà 59, nuôi ba đứa cháu hả bà? Dạ. Bé này mấy tuổi bà? Dạ bé này 5 tuổi. Trời ơi, giỏi vậy. Con có đi học không? Dạ chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi hả? Rồi con mấy tuổi? Dạ con 11. Con học lớp mấy? Con học lớp 3, con năm nay lên lớp 4. Lớp 4. Rồi còn đứa nữa là Dạ đứa đứa. lớn hả bà? Dạ đứa lớn hả? À rồi rồi, hàng ngày á bà lo cho các bé bằng bằng như thế nào? Bởi vì một mình bà nay năm mấy tuổi bệnh nữa mà nuôi cho các bé sao nuôi nổi. Về cũng hoàn lương rồi, cũng đi làm phụ phụ giúp cho bà, chứ giờ á bà rất là yếu nha cả nhà. Nè, bà bị giống như tai biến nhẹ đó, rồi hàng đêm á phải đi xin nuôi 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 các bé. Thì Tâm biết được hoàn cảnh của bà thì hôm nay á Tâm cũng không có gì nhiều, thì gửi cho bà ít mì sữa cho bé, rồi bánh, cho gạo. Không, cái này là của như những tấm lòng hảo tâm thì gom, thì con nhiêu gửi để cho bà có ít lòng nhiều, cũng như mong bà nhận nhận nha. Dạ cảm ơn chú. Chúc cho bà cũng như các bé cũng như là mạnh khỏe, như làm ăn có tiền, cũng như là bà, cha của bé Cha về, dạ cũng cha như cha là đó xây hòa dựng cương để hạnh phúc mà cha lo cho mấy đứa nhỏ. cho các bé nha. Dạ. Trong đó thì con cũng hỗ trợ cho bà là thêm phần tiền này, phần tiền của mẹ con Dạ. là 500 này, con gửi này Dạ, dạ cảm là ơn. của tấm lòng ít nha bà, thì mong Chú bà giờ tiếp chú nhận. cũng nói với lại mẹ dùm là tôi cảm ơn mẹ nha chú. Dạ Số tiền này á là của mẹ chú cho tôi, để lát nữa tôi đi ra tôi mua thuốc uống. dạ Nếu mà không có thuốc uống là không có được á chú. à cái thuốc đó là mình trị bệnh gì hả Bị bà? động kinh là bị cái thần kinh của mình động kinh. Là định kỳ mình mua một lần, Dạ mua hàng tháng á. tháng gì là mình cái số tiền mình mua nó là khoảng bao nhiêu á bà Dạ cũng 400 mấy đó chú. ha? Cả nhà thấy Bốn không, trăm mấy một tháng. nghe Dạ. mẹ Tâm gửi cho bà 500 mà bà nói là một hồi bà sẽ lấy dùng cái tiền này mua thuốc là cũng vừa đủ luôn cả nhà ơi. Thấy rất là tội tội bà thì cả nhà ơi, năm mươi mấy mà đủ thứ bệnh hết trơn, ba bốn bệnh vô trong người luôn, rất là khó khăn và khổ sở luôn cả nhà. Không Tôi bác biết không, nhiều khi vậy hả, tôi đang ngồi nói chuyện vậy đó mà nó giật hồi nào tôi không biết. có Giật nghĩa là không uống thuốc đều đặn nó sẽ giật giật bất cứ lúc nào nha cả nhà. giật là bất Có tỉnh luôn. thời gian nào không, hay là chỉ muốn giật là giật có ngày đêm gì không bà? Dạ không không có phân biệt ban ngành đêm Là nữa, muốn muốn giật nó giờ muốn nào giật. lên là giật, nhiều khi đi đi ngoài đường nó cũng giật luôn Rồi bà. nhiều khi muốn đi ngoài đường nó muốn giật giờ nào nó giật, tôi cũng không biết cái đường đâu, nó không có báo trước cho mình biết là cái tình Giống trạng mà nó bị giật à, gì giống như đâu. cái triệu chứng nó không cho mình biết trước, là nó chỉ ngang ngang cái là mình là phản ứng thôi. Đang ngồi là nó bị giật như vậy là cái là bất tỉnh luôn à. Bất tỉnh luôn là tới vô đưa vô tới người ta đưa vô bệnh viện một tuần lễ sau mới tỉnh. Dạ cảm Thì ơn. thông qua cái video này cũng như mong cả nhà chia sẻ lan rộng để giúp đỡ cho bà, tại vì hàng đêm bà phải đi đi sinh, rồi có khi dắt bé này, Dạ có có khi khi gắt đi với dạ thằng kia, dạ có khi gắt mấy rồi đàn nhìn bà cháu tội lắm. Thì mong cả nhà hãy thương yêu và chia sẻ giúp đỡ cho bà. Bà thường hay đi cái lối nào, mấy giờ đi, ở đường nào bà? dạ lúc này tôi cũng nghỉ đi thằng ở Nghỉ trại đi về nó cũng cho tôi đi không cho tôi đi à? nữa chú, nó không ở nhà đây có ít ăn ít đi. Có nghĩa là từ ngày con bà về là giờ bà không có đi sinh nữa Dạ với đó lại lúc này là á chú biết sao, tới kiếm việc nó bắt bắt mấy người đi ô tô á, chung ở gì đó gì ở gì an sinh xã hội gì đó, nhưng mà nó không thử cho ra đi tôi lang không cho đi thang. nữa, Thì cũng đâu cũng mà tôi mong cũng đâu có cho đi đâu. bà có cái cuộc sống ổn định. Dạ Bà rất là yếu rồi cả nhà. Bị tai biến á nha, tai biến nhẹ đúng không? Tai biến nhẹ hả bà? Rồi hai đứa gán nè, uống học giỏi nè, giờ có cái gì nói với ông bà cô chú đi, Con nói thì con muốn cái gì? giờ con muốn cái gì con nói Con đi, muốn gì? rồi cho quà làm sao, Con cảm ơn mình cô đanh chú. lẹ con nói đi. Con cảm ơn cô chú. Con cảm ơn cô chú. Ơi đó, cả nhà thấy dễ cưng lắm, cả nhà ơi ốm quá nè, coi nè, con 5 tuổi hả? 5 tuổi mà có chút án vậy nè cả nhà. Hả? Anh hai thì coi coi, anh ba hả?
Dạ anh ba. Anh ba đẹp trai, anh ba đẹp trai cả nhà ơi, học đẹp trai cưng, ráng học giỏi nuôi bà nội nha. Hồi đó anh ba cũng muốn nhờ mà chú. Từ ngày cái tôi dắt anh ba đi đi sinh đó là tôi cho anh ba ăn đầy đủ, anh ba mới mập lên được vậy đó chú. Nó lại bà nó hay lại mẹ nó mà Lai đẹp mẹ trai, nó, mẹ nó là mẹ nó người người dân Khmer, tộc hả? À, chi nhìn lại cái cặp mắt người của Sóc anh Trăng này. mà. Người hãy thương Tâm thì cho Tâm xin một like, chia sẻ video cho rộng rãi để Tâm có kiếm tiền từ YouTube á, Tâm sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh nữa để chia sẻ cho cả nhà mình xem. Mong cả nhà hãy ủng hộ kênh Tâm nha. Cũng như thông qua cái này thì cũng chúc bà có nhiều sức khỏe, cũng như cho ba của bé Hoàng Lương lo cho các bé cũng nên người. Rồi, thôi Tâm cũng xin tạm dừng đây nha cả nhà.